Xin chào cô chú anh chị, quay trở lại kênh YouTube cửa hàng điện máy Theo. Hôm nay thì sẽ lên một cái chương trình mini game và hứa là sẽ trả cho anh em mini game cái kết quả của lần trước. Tại vì sao là trả? Tại vì lần trước là có một cái mini game là khoan cái bê tông pin của Amax vào mới một quả pin 6A của Pingnang được bao nhiêu mũi thì rất nhiều anh em đoán rồi. Một số anh em thì nhớ ra bảo sao chưa sốc chưa đăng, thực ra là khoan rồi. Nhưng mà có cái là không có hàng để đăng. Nhiều khi là mình làm video xong nhiều khi không có hàng đăng mà bán thì cũng rất là buồn. Đây thì quay gần đó đây, nó sẽ về. Đợt này em rất là tự tin, em về được cực kỳ nhiều pin của Pingnang luôn, dòng 10 cell và dòng 15 cell. Các của pin của Pingnang bây giờ đều là chân pin phổ thông, và mọi người lưu ý giúp em là pin chuẩn dung lượng. Đấy, ví dụ như quả này thì quả của nó là 10 cell 4A, hàng nối điện của nó cho nên là toàn chữ tàu thôi. Đấy, Pingnang thì không phải nói gì nữa rồi. Đấy, cũng từ năm ngoái khi mà nó về hàng nối điện, những cái quả chân pin nối điện của nó cũng đã rất là chất lượng rồi. Đấy, thì nó sẽ có hiện tại chính xác là nó có 3 quả. Đấy, thì quả 5 cell 2A, quả 10 cell 4A và quả 15 cell 6A. Đấy, thì các đợt này em về rất là nhiều và về thêm cả sạc nữa. Đấy, thì cái chương trình mini game này thì em cũng đã test đã test rồi. Đấy, thì đây thì em tính nó như này cơ. Thì em chơi là đây, ví dụ cắt máy mài pin, sử dụng máy mài pin của Amax Tool và dùng với quả pin 6A của Pingnang, thì mọi người đoán giúp em là sẽ cắt được bao nhiêu lần cắt một cái thanh sắt như này. Đấy, sắt như này nó dày khoảng 1 phân đấy, nó là sắt đặc, sắt đặc để anh em thép làm công trình. Đây này, đấy, đây cái này vừa để ô tô cắt rồi. Thì sẽ đăng kết quả là vào cuối tuần này nhá. Anh em cứ bình luận thoải mái đi. Anh em nào mà chưa xem thì chia sẻ cho anh em nữa đi. Đây là sắt đặc nhá. Có những chỗ thì nó dày 1 phân và có những chỗ nó dày trên 1cm luôn. Cắt liên tục không nghỉ. Đấy. Thực ra là nó sẽ có hai thể loại, đó là anh em quan tâm về thời gian cắt. Nhưng mà theo quan điểm cá nhân của em ấy, thời gian cắt hay là số lần cắt nó khá là giống là cái công nhật và công khoán ấy. Đấy, nhiều khi là bây giờ em muốn tăng thời gian cắt thì đơn giản lắm. Đấy, em cắt thì em cứ để từ từ thôi, em không có tì đè thì pin nó sẽ không hao và được thời gian lâu hơn. Đấy, cái đó thì em thấy là không quá quan trọng đâu. Quan trọng nhất là anh em được bao nhiêu số lần cắt. Đấy, thì video này thì sẽ đoán số lần cắt nhá. Đấy, cắt sắt thì là sắt đặc khoảng 1 phân hoặc hơn 1 phân. Đấy, thì đoán giúp em là cắt với một quả pin như này thì sẽ được bao nhiêu lần cắt nhá. Đây, cái hộp này thì em đựng kết quả rồi và em dùng đá cắt của Corolla. Đấy, một cái hộp như này thì bên em cũng đang bán là 350 là 100 đá cắt. Đấy, dùng đá xanh của Corolla cắt rất nhiều. Đấy, thời gian thì cũng ấn tượng, em thực sự luôn ấn tượng và hợp lý với cả cái mức giá 600.000 anh em bỏ ra. Đấy, pin thì của 2A, quả 2A của nó thì 5 cell 2A thì của nó giá là 270. Con này giá là 270. Quả này thì bắt với cả con chuyên vít CV250 nó sẽ được khoảng 600 vít tôn 2 phân và hộp ly tư. Em test với cả hộp 5x10. Đấy, cái con quả này là quả 10 cell 4A, chuẩn dung lượng 4A thì giá là 490. Và quả 15 cell này 6A chuẩn 6A là 590. Các dòng pin của Pingnang sẽ được bảo hành 6 tháng. Và mọi người lưu ý giúp em là Pingnang nó không bán kèm sạc. Các cái chương trình, các đơn vị khác hiện tại đó là bán kèm sạc chứ không phải là tặng sạc. Đấy, nếu mà họ bán ra đấy mà không có sạc xem họ bán được không? Không bán được. Đấy, chứng tỏ pin đấy là pin kèm sạc. Đấy, em nói luôn rồi là pin bán kèm sạc nhưng mà bán kèm sạc giá rẻ. Đấy, thì mọi người mua cái sạc này của Pingnang giá là 130.000. Cái sạc bàn này sạc 2A. Sạc không quá là nhanh cũng không quá chậm nhưng nó bền cho pin. Đấy, có thể mọi người tham sạc 4A, sạc 6A nhưng mà pin của mọi người phải đủ chất lượng, đủ dòng sạc để nhận được những quả pin sạc nhanh như vậy. Đấy, thì chân ái nhất em nghĩ là vẫn nên dùng những quả pin này chỉ có 2A thôi là hợp lý thôi. Đấy, Pingnang thì nó có một bản duy nhất sạc bàn như này là 2A thì giá là 130.000. Đấy, và mini game này là mọi người đoán giúp em là với một quả pin 6A của Pingnang và con máy mài của Amax Tool. Đấy, con này thì nó chạy tua cực kỳ cao luôn cho nên nếu nó có ổn pin hơn các cái máy khác thì là chuyện đương nhiên. Đấy, tại vì tua nó rất là cao, tua nó là 9.000 vòng. Đấy, các cái mẫu máy rẻ hơn em bán trên kênh thì nó sẽ rơi tầm khoảng 6.400 BL này, 6.900 và 7.200. Đấy, thì có thể nó ăn dòng hơn, có thể thôi chứ còn thực tế mình phải test. Đấy, thì cái này thì sẽ tặng cho ba anh chị đoán nhanh nhất là ba cái sạc của adapter, mỗi người một cái sạc. Mọi người đoán giúp em là số lần cắt được cái này và số điện thoại, ba số cuối điện thoại của mọi người, bình luận giúp em ở dưới nhá. Đấy, thế còn video mà khoan số lượng bê tông số mũi ấy, thì em cũng sẽ đăng luôn cuối tuần này để cho anh chị nào mà đã bình luận trước sẽ có kết quả. Đấy, và đấy là giải nhất nhé. Giải nhất sẽ được ba cái quả sạc pin Pingnang này giá 130.000. thế còn giải nhì thì em sẽ cũng sẽ để cho anh chị ba cái túi này. Đấy, ba cái túi này của Pingnang. Đấy, túi này là túi da của Pingnang nhé, nằm trong các cái bộ 21V của Pingnang ấy thì bên em đang dư.
thì tặng cho mỗi người một túi, tổng như vậy là có 6 anh em may mắn. Tại vì cái này em nghĩ là đoán nó dễ lắm, nếu mà đoán số phút thì nó dễ mà nó không khách quan, tại vì anh em nói rồi ấy, cái số phút thì nó giống là sống giống công nhật đúng không, công nhật mà tức là có người theo dõi, có người sát sao thì ok, không thì người ta cứ chơi thôi. Bây giờ anh em muốn bảo em test thì anh em dự đoán là 25 phút, 30 phút, 45 phút thì em cứ để em gì như này thôi, em vội gì em phải cắt đúng không đấy, thì cái em nghĩ số lần cắt nó sẽ khách quan hơn, nó sẽ thực tế hơn đấy. Và mọi người lưu ý là cái dùng máy mài ấy, không ai gọi bán hàng mà gọi là vạch áo cho người xem lưng đâu, nhưng mà rất nhiều anh em bảo các shop này shop kia họ hứa là họ hứa là quả pin đấy cắt được tiếng, 2 tiếng hay là 4 tiếng ấy. Thực sự câu chuyện đấy là không bao giờ có trên đời cả. Đấy, máy mài kể cả pin anh chị mua của những cái đơn vị hàng đầu, người ta đóng pin 1 triệu mấy, 2 triệu mấy một quả, thì có khi là cũng chỉ cắt được tầm 30-40 phút quay đầu thôi. Đấy, có thể là cắt sắt hộp mà không đi đè thì có thể sẽ được lâu hơn, nhưng mà đã vào tải rồi thì loanh quanh chỉ tầm 30-40 phút quay đầu thôi. Đấy là pin xịn lắm, pin tầm 10A chẳng hạn đấy. Đấy, chứ còn bình thường pin 6A trên thị trường thì kết quả em nghĩ nó loanh quanh tầm khoảng 18-20-25 phút là chuyện bình thường. Pin cũng có vậy, nằm trong cái số đó, nhưng mà cái chính là cái số lượng cắt nó mới là cái quan trọng. Và cắt sắt ở đây là em cắt sắt đặc, mọi người lưu ý nhá, là em cắt sắt đặc chứ em không cắt sắt hộp hay là sắt nhỏ nhỏ gì đâu. Sắt này sắt đặc và sắt này cực kỳ là ngốn pin luôn. Đấy, thì chương trình mini game này báo giá luôn về các cái dòng pin pin nha. Anh chị nào quan tâm thì có thể liên hệ 2 số điện thoại. Đấy, thêm một cái sản phẩm nữa nhanh nhá. Đấy, nó là cái đèn, thì đợt này em về thêm một cái loại đèn nữa, nó sáng hơn. Tại vì hơi tiếc một chút cho anh chị là cái đèn của Huka nó sẽ dừng sản xuất màu vàng và nó chuyển sang cái màu xám rồi. Đấy, thì em hơi tiếc tại vì em vẫn thích cái sạc đó là màu vàng, pin nó màu vàng. Đấy, à đây này, cái đèn của pin nha, Huka này này, đây. Đấy, đèn này thì nó là đèn màu vàng này, mà bây giờ họ bảo là họ sẽ làm đèn màu xám cơ. Đấy, em vẫn thích cái màu này. Đấy, cho nên là chủ động nhập cái nguồn hàng khác để bán đây. Con này thì nó là đèn 16 bóng, tương tự như đèn của Hukan. Đèn Hukan là 18, nhưng mà nó có 2 cọc sạc điện thoại phía sau. Đấy, con này thì nó làm hơi dối cho nên là hơi điều tí, cho nên là 2 cọc sạc phía sau này không cắm sạc được. Đấy, thì độ sáng tương tự nhưng mà giá thành nó rẻ hơn. Đấy, 130.000 bao ship, giá là giá chưa có pin sạc. Đấy, 130.000, ví dụ anh chị mua cùng quả này thì em sẽ tặng cho anh chị cái sạc rẻ, cái sạc bản 1A ấy. Đấy, chứ còn không đủ lãi để tặng cho anh chị sạc pin nhang đâu. Sạc pin nhang của nó là 130.000 đấy. Ai mua kèm thì em bán rẻ là 100 thôi. Đấy, ví dụ như là 130 cộng 100 là 230, 230 cộng với 490 nữa thì là ra một cái combo mà pin chuẩn dung lượng và đèn sáng này. Đấy, cái thứ hai con này. Đèn này thì nó có một 16 bóng xung quanh, nhưng mà nó có một cái giải chip 25 bóng nữa, 25 cộng với cả 16 thì nó rơi tầm 41 bóng. Đấy, thì nó sáng tương đương cái con mà 40, nó nằm giữa cái con mà 30 bóng và 48 bóng của Hukan. Đấy, thì con này giá hiện tại là 170.000. Đấy, 170.000 bao ship cho mới. À đâu, con này là 180 chứ, 180, 130 và 180 trên nhau 50.000. Đấy, 130 và 180, giá này là giá bao ship luôn cho mọi người, vào việc cho nhanh. Đấy, mua kèm pin pin nhang thì auto được tặng sạc bàn 1A loại rẻ. Đấy, còn mua thì sạc pin nhang thì sẽ được tròn, tính tròn là 100 luôn. Đấy, tùy mọi người luôn. Đấy, và chương trình mini game này là khẳng định luôn là cuối tuần thứ bảy sẽ hoặc chủ nhật sẽ công bố về máy mài. Đấy, thứ bảy và chủ nhật thì em sẽ công bố kết quả 2 video, đó là máy mài và máy bê tông pin, mọi người theo dõi nhá. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video.